Quý vị thân mến, với nhận định tình hình trong năm 2023 còn có nhiều khó khăn thách thức, ngay từ đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hòa Thành đã không ngừng nỗ lực tập trung triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tạo động lực nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025, chú trọng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, tập trung thực hiện nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, tận dụng các cơ hội, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực nhằm tạo chuyển biến trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, phát triển đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo nền tảng để kinh tế tiếp tục phát triển năm sau cao hơn năm trước. Trong năm 2023, nhận định bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, Ủy ban Nhân dân thị xã Hòa Thành chủ động chỉ đạo các phòng, ban, xã, phường bám sát chỉ tiêu nghị quyết của thị ủy, nghị quyết hội đồng nhân dân và ngành cấp trên trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Công tác chỉ đạo điều hành từ thị xã đến cơ sở sâu sát, tập trung và có hiệu quả, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành. Đến nay, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt tiến độ kế hoạch đề ra trong năm. Tình hình kinh tế trên địa bàn thị xã Hòa Thành thì phát triển nó tương đối khá, thì các ngành, các lĩnh vực thì tăng, các chỉ tiêu thì đạt được kế hoạch đề ra, ước cái thực hiện về cái giá trị sản xuất năm 2023 thì đạt được là 8.733.000.000 đồng, đạt 100%, 112% cái kế hoạch năm, tăng 7.12% so với cùng kỳ năm 2022. Thì trong đó cái công nghiệp xây dựng thì đạt 118%, tăng 6,46% so với cùng kỳ. Thương mại dịch vụ thì đạt được 107% kế hoạch, là so với cùng kỳ là tăng 9,13%. Lĩnh vực nông nghiệp thì tăng 100% so với cùng kỳ là tăng là 0,44%. Thì về cái tổng thu ngân sách trên địa bàn thì tính đến ngày 24 tháng 11 năm 2023 thì thu được 317 tỷ đồng, trên cái chỉ tiêu được giao là 349,6 tỷ đồng, thì đạt được là 90,69%, thì ước thực hiện đến 30/12 thì Hòa Thành sẽ thu đạt cái chỉ tiêu của tỉnh giao. Về cái chi ngân sách thì đảm bảo về cái nhiệm vụ chi thường xuyên theo cái dự toán đề ra. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thị xã Hòa Thành, trong năm kinh tế phục hồi phát triển, luân chuyển hàng hóa phong phú, sức mua bán tăng. Đặc biệt trong quý tư, siêu thị Go khai trương đi vào hoạt động đã góp phần gia tăng giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ trên địa bàn. Địa phương cũng tổ chức hoặc tham gia các sự kiện tổ chức quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư phát triển du lịch Tây Ninh nói chung, du lịch thị xã Hòa Thành nói riêng, nhất là quảng bá các ngành nghề, lễ hội truyền thống của thị xã. Ngành xây dựng cũng có sự phát triển trong năm nay, nhiều dự án chỉnh trang đô thị, công trình nâng cấp các tuyến đường chính trên địa bàn đã tạo động lực, thúc đẩy khơi dậy nguồn lực trong nhân dân, dành nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở và nhiều công trình khác, tạo sự đổi mới cho đô thị. Nông dân tiếp tục áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất theo hướng Việt Gáp, triển khai mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, các mô hình chăn nuôi tiên tiến, thâm canh cây trồng theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn địa bàn là 5.560 ha, đạt 100% kế hoạch. Hầu hết các loại cây trồng đạt năng suất và chất lượng, ước giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân năm 2023 đạt 142 triệu đồng một hecta, vượt nghị quyết đề ra. Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, thị xã đã giải ngân 167,62 tỷ đồng, đạt 82,19% kế hoạch. Ước đến hết tháng 12 sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch. Một nội dung quan trọng nữa cũng được thị xã chú trọng là công tác quy hoạch đô thị. Hòa Thành đã hoàn chỉnh hồ sơ trình tỉnh phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị xã Hòa Thành đến năm 2030 và đề án phân loại đô thị thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại 3. Tổ chức công bố đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị mới Long Thành Trung để kêu gọi đầu tư. Triển khai thực hiện quy trình lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hòa Thành đến năm 2045. Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 4 trên 4 xã của thị xã Hòa Thành duy trì đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao. Năm 2023, tập trung triển khai thực hiện xã Trường Đông đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, đã hoàn thành các tiêu chí
đang hoàn thành hồ sơ để tỉnh thẩm định công nhận. Tuy nhiên những kết quả đạt được đó thì trong năm 23 thì cũng còn một số cái hạn chế nó tồn tại. Đó là trong việc mà công tác mà cái đầu tư xây dựng cơ bản thì công tác lập kế hoạch là lập thủ tục chuẩn bị đầu tư có một số dự án còn chậm. Cho nên nó ảnh hưởng đến việc mà công tác bố trí vốn cũng như là cái triển khai thi công thực hiện các công trình thì nó chậm so với kế hoạch đề ra. Về thứ hai nữa là công tác đền bù giải phóng mặt bằng thì nó thiếu cái sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị, của các ngành mà được giao nhiệm vụ, cho nên là nó chưa có quyết liệt. Cho nên là một số dự án công trình thì sau khi giải phóng mặt bằng thì nó vẫn chậm so với kế hoạch và tiến độ đề ra. Cái thứ ba nữa là một số công tác triển khai và vận động các chỉ tiêu như về đăng ký sử dụng thu gom rác thải của người dân. Thứ hai là vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Thứ ba đó là thực hiện đề án 06 thì kết quả nó đạt chưa cao. Nguyên nhân của những hạn chế này được xác định là do sự chủ quan của chủ đầu tư chưa quyết liệt trong triển khai dự án. Mặt khác còn có nguyên nhân khách quan là do một số phát sinh trong quá trình xác định diện tích đất trong hồ sơ và trên thực tế. Công tác phối hợp giữa các ngành chuyên môn chưa được chặt chẽ, chưa chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với tỷ lệ đăng ký thu gom rác, tham gia bảo hiểm y tế và đăng ký tài khoản định danh điện tử thấp, có nguyên nhân là do công tác vận động chưa phát huy hiệu quả. Ngoài ra, còn do ý thức tự giác chấp hành của một số hộ gia đình cá nhân chưa cao. Từ những kết quả đạt được của năm 2023 và những hạn chế đã được chỉ ra, thì lãnh đạo ủy ban sẽ năm 24 sẽ tiếp tục là phát huy và cái kết quả đạt được của năm 23 và đồng thời là mình sẽ đề ra những cái giải pháp mà hiệu quả nhất để mà khắc phục những cái hạn chế mà chúng ta đã chỉ ra. Bên cạnh đó thì phải căn cứ vào cái nghị quyết của thị ủy và hội đồng dân thì ủy ban dân mới xây dựng cái kế hoạch triển khai thực hiện tình hình kinh tế phát triển văn hóa xã hội an ninh quốc phòng năm 2024 thì tập trung vào những cái nội dung trọng tâm như sau. Thứ nhất là tiếp tục là huy động và sử dụng có hiệu quả các cái nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Cái thứ hai nữa là đẩy nhanh cái thực hiện các công trình dự án, nhất là những công trình trọng điểm và chào mừng đại hội đảng các cấp. Thứ ba là phát huy về cái vai trò kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và cái xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là nông thôn mới thông minh gắn với cái đô thị hóa. Một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế trong năm 2024 mà thị xã dự kiến sẽ thực hiện được đánh giá là có cao hơn so với năm 2023. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất, giá so sánh năm 2010 tăng 7,2%, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 0,4%, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng tăng 6,18%, công nghiệp 4,01%, xây dựng 8,44%. Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ tăng 9,46%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 355,43 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 1 hectare đất trồng trọt 145 triệu đồng. Số hộ dân tham gia dịch vụ thu gom rác trên tổng số hộ dân trên địa bàn 60%. Xã Trường Đông xây dựng xã nông thôn mới thông minh, thương mại điện tử giai đoạn 2024-2025. Xã Trường Tây xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với đó, thị xã tiếp tục thực hiện các chương trình đề án phát triển công nghiệp, tăng cường hoạt động tiếp xúc doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất, đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án theo quyết định phê duyệt danh mục thu hút, kêu gọi đầu tư trên địa bàn thị xã, đẩy mạnh công tác vận động người dân tham gia dịch vụ thu gom rác thải đạt chỉ tiêu theo quy định, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thị xã. Tiếp tục đấu giá các trụ sở dôi dư sau sắp xếp theo Nghị định số 67 năm 2021 của Chính phủ. Đấu giá tài sản gắn liền với đất thuộc trách nhiệm quản lý của xã phường theo quy định của pháp luật về đất đai tạo nguồn thu ngân sách cho năm 2024. Chủ động đôn đốc các ngành tỉnh hoàn thành hồ sơ thủ tục kêu gọi đầu tư một số dự án kinh doanh thương mại trên địa bàn. Chi ngân sách chặt chẽ hiệu quả trong khả năng cân đối dự toán được giao, có tiết kiệm, tích lũy. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các công trình, dự án, quan tâm chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân đảm bảo tiến độ cuối năm đạt 100% kế hoạch vốn,
thường xuyên kiểm tra tiến độ chất lượng công trình xây dựng cơ bản gắn với thực hiện tốt công tác nghiệm thu quyết toán công trình để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của tỉnh. Qua đó cho thấy, thị xã Hòa Thành đang có những bước đi chủ động để sang năm 2024, năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2020-2025 đạt kết quả cao nhất, tạo nền tảng để thị xã được công nhận là đô thị loại 3 vào cuối nhiệm kỳ, như mục tiêu của nghị quyết đã đề ra. Quý vị thân mến, chương trình Thông tin từ cơ sở do Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành thực hiện đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.